Yeah, trân trọng kính chào quý vị, chúng ta trở lại với hành trình đọc lời của Chúa hàng ngày à, Hôm nay chúng ta đọc Sáng Thế Ký đoạn 2 Chúng ta cầu nguyện với nhau trước khi chúng ta đọc lời của Chúa Thưa Chúa, chúng con sửa soạn chuẩn bị để đọc lời của Ngài Con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫn chúng con vào trong sự dạy dỗ của Chúa Chúa thỏa thể phán với chúng con qua lời này để tất cả những điều gì chúng con đọc và nghe ngày hôm nay nó trở nên sống động ở trong đời sống của chúng con chúng con biết sử dụng nó ý muốn của chúa là ý muốn của chúa cho đời sống của chúng con trong mọi sinh hoạt chúng con vui mừng tạ ơn chúa rất là nhiều con trao phó tất cả chúng con ở trong sự thương xót của chúa người nghe được người đọc được người suy gẫm mỗi người chúng con Chúa muốn chúng con tiếp nhận được điều gì, còn cầu nguyện xin thánh linh của Đức Chúa Trời tự do làm việc đó, tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, đây là lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời hoàn tất các công việc Ngài đã làm. Vì thế vào ngày thứ bảy, Ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa nó. Vì đó, vì vào ngày đó, Ngài đã nghỉ sau khi làm xong mọi công việc sáng tạo. Đó là gốc tích sáng tạo trời và đất. Khi Jehovah, khi Đức Jehovah, khi Jehovah, cái chữ Jehovah ở đây là nói về Chúa ở trong cái cái chỗ nó gọi là danh xưng của Chúa à, Jehovah hay là Yahweh Yahweh là một chỗ vài chỗ chúng ta sẽ bắt gặp được chữ đó à, đây là chữ Jehovah xuất hiện à, đầu tiên cho nên tôi dừng lại để để um, giải thích một chút à khi jehovah đức chúa trời làm nên trời đất thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có loài cỏ nào mọc trong ruộng vì jehovah đức chúa trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có người cày sới đất nhưng có hơi nước từ đất bốc lên tưới khắp mặt đất bấy giờ Jehovah Đức Chúa Trời lấy bụi đất, nắng nên hình người. Và hà sân khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. À, thưa quý vị, trong tất cả những loài tạo vật, tí nữa mình đọc xuống dưới, mình cũng sẽ thấy được Chúa cũng lấy đất, à, nắng nên những loài chim trời, súc vật, loài thú đồng, à, Chúa nắng nên nhưng chúa không hà sinh khí của ngài vào trong lỗ mũi nhưng chúa nắng lên và chúa ở trong thẩm quyền để nắng lên những con à, động vật đó tất cả những con động vật đó không có hình ảnh của đức chúa trời hay là không có sinh khí của đức chúa trời vì vậy à, chỉ có con người mới có sinh khí của đức chúa trời và và sinh khí đó chính là sự tồn tại là linh tồn tại đến đời đời vì thế chúng trong hình ảnh của đức chúa trời đó là điểm mà trong đoạn 1 tôi nhấn mạnh thì chúng ta thấy chúa nắng nên con người của chúng ta bằng bụi đất nhưng nếu không có sanh khí của đức chúa trời thì chúng ta cũng chẳng hơn gì những loài súc vật khác được dựng nên một loài động vật khác được dựng nên cho nên chúng ta khác hơn tất cả mọi thứ được tạo dựng là bởi vì chúng ta có cái phần sinh khí của của Chúa. Cho nên chúng ta tiếp cận với Thượng Đế được. Chúng ta tiếp cận sâu vào trong mối liên hệ với Thượng Đế bằng tâm linh của chúng ta. Và nếu chúng ta không không tiếp cận với Chúa bằng tâm linh của mình thì chúng ta cũng dùng tâm linh của mình để tiếp cận với rất nhiều thứ khác là bởi vì trong tâm linh của mình cái linh đó nó vượt ra khỏi cái giới hạn bình thường của một tạo vật được tạo dựng nên cho nên chúng ta con người mình vượt ra xa hơn những loài được tạo dựng nên khác là bởi vì chúng ta có cái phần linh đời đời đó vô hạn đó ở trong cuộc đời của chúng ta. Mọi mọi động vật được tạo dựng nên có sự sống riêng của nó. Có sự sống là tất cả đều có máu. Máu tức là sinh mạng. Sinh mạng có nghĩa là sự sống. Khi máu ra khỏi một con vật hay con người thì cái sự sống đó nó không còn, nó không còn trong thân thể đó nhưng cái linh của cái người đó vẫn còn phần còn lại đối với những sinh vật thì khi máu ra là nó hết và vì vậy cái cái thuyết nó gọi là đào 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 thai về kiếp khác nó chỉ là một cái à, cái việc không à, do con người à, suy nghĩ ra và tạo dựng nên cái điều đó cái ý tưởng đó chứ ban đầu không hề có cái đó. Bởi vì con người của chúng ta được tạo dựng nên là bụi đất. Và trong bụi đất đó có sự sống mà Chúa đã dựng nên và Chúa đặt để sự sống ở trong con người của mình, hoặc là trong tất cả những loài nếu động vật thì có máu và những thứ khác nó có những cái à, cây cỏ nó có mũ nó có những cái giờ sự sống nó nằm ở phía phía trong đó để duy trì sự sống của nó tuy nhiên con người mình có cái linh để mình tiếp cận với thế giới thuộc linh với thế giới à, ngoài những gì mà được gọi là tạo vật thì chúng ta có thể tiếp cận với thế giới bên bên ngoài đó qua cái linh của mình và cái linh đó chúa dùng để chúng ta tiếp cận và trở lại với ngài ở trong khi chúng ta còn có cơ hội tại đây vì vậy trong trường hợp này nếu ai vô tình nghe đến chỗ này mà chưa nhận biết Chúa thì tôi kêu gọi quý vị nên dành tí thời giờ dùng tâm linh của mình để hướng về thượng đế hướng về ông trời và cầu hỏi cầu xin Chúa để Chúa bày tỏ cho mình một cơ duyên nào đó để mình có thể tiếp cận với Chúa và đến gần với hội thánh của Chúa để biết được Chúa và và đầu phục Chúa và tin cậy Ngài vì vậy ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Jehovah Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người và ngài làm gì hà sanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh sau đó Jehovah Đức Chúa Trời lập một khu vườn e đen ở hướng đông và đặt người mà ngài vừa dựng nên đó Đức Giê-hô-va, Je Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên mọi thứ cây đẹp mắt và ngon. Giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Và sau khi Chúa dựng nên con người, thì lúc bây giờ như đã nói, đất nó chỉ là trong không, chưa có cây cỏ gì mọc lên cả. Vì vậy, khi Chúa dựng nên loài người, thì Chúa cần phải dựng một chỗ nào đó để cho con người sống ở tại đó. Thì vườn Ê-đen là cái vườn mà Chúa dựng nên đầu tiên. Và tại vườn Ê-đen đó, ở trong vườn Ê-đen đó Chúa làm cho cây cỏ được mọc lên. Và mọi thứ cây đẹp mắt và ăn uống ngon lành và Chúa dựng nên để cho Adam à, sống cái người mà được con người được dựng nên sống ở đó. Và đặc biệt là ở giữa vườn có cây biết có cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác cái cây sự sống này về sau sẽ xuất hiện lại ở trong khải quyền mà chúng ta nếu đọc tới sách cuối của kinh thánh thì chúng ta sẽ gặp lại cây sự sống này ở trong khải quyền đoạn 2 cũng như đoạn 2 câu 7 và trong à, khải quyền đoạn 22 câu 2 câu 14 thì chúng ta cũng thấy lại cây sự sống này à, tuy nhiên trở lại chỗ đây thì chúng ta ngoài cây sự sống ra thì còn có cây biết điều thiện và điều ác và có nghĩa cái cây cái chữ này nói lên cái 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 chỗ là cái cây này ăn vô thì biết hết tất cả bắt biết được mọi điều cái nghĩa nó là như vậy cho nên điều thiện chúng ta cũng biết mà điều ác chúng ta cũng biết à, ngày hôm nay chúng ta con người của chúng ta nó có cái đặc biệt là chúng ta không những không những biết điều thiện mà chúng ta biết luôn cả điều ác chúng ta biết những cái ở giữa không thiện và không ác nó nó, nó cũng ác ác sơ sơ chứ không phải không thiện và không ác ác sơ sơ hoặc là là thiện sơ sơ à chúng ta biết hết tất cả những cái cái bậc hay là cái mức độ của thiện ác chúng ta biết hết tất cả những điều đó là bởi vì tổ phụ của chúng ta ăn cái loại trái cây này à cho nên nếu nếu một người mà giàu cho ở một môi trường thánh khiết đến đâu đi nữa thì người đó cũng biết những điều không những điều không không thánh khiết. Bởi vì trong con người của mình tự nhiên nó là vậy. Bây giờ mà một người sống thiệt là thánh khiết không hề làm một điều gì à, gọi là bất khiết cả trên phương diện tôi thí dụ thôi. Nhưng khi bỏ cái người đó, đem cái người đó khỏi cái môi trường thánh khiết và đặt họ sống trong một cái môi trường bất khiết có thể một thời gian đầu nó khó chịu nhưng rồi một thời gian sau họ sẽ tiếp cận với sự bất khiệt đó và họ sống y như sự bất khiết đó bởi à, vì, vì nó nằm cái bản chất nó nằm ở trong con người của mình ít nhiều nó cũng dính cho đó vì vậy cái cái chỗ của chúng ta ở đây đó là bởi vì cái cây biết điều thiện và điều ác này cho nên nó đã dẫn đến chúng ta biết được tất cả mọi điều à, mọi phương diện và cây sự sống cây sự sống đó khi ăn trái cây sự sống này thì nó chính là cái sự sống đời đời mà chúng ta đã bước vào ở trong nước của chúa trong thiên đàng vì vậy trở lại cái chỗ mà à, cây sự sống và cây cây biết điều thiện và điều ác này bởi vì chú dạy ông ông Adam Chúa dạy rằng là không được ăn mỗi khi đến khi nào đó mà ăn vô thì chắc chắn sẽ chết cái phần sau mình sẽ đọc tiếp nhưng mà tiện chỗ này tôi nói luôn là ăn vô chết ở đây không có nghĩa rằng là là chết là hết như mình tắt thở không phải vậy chết ở đây có nghĩa rằng là cách biệt khỏi sự hiện diện của Chúa bởi vì khi mình mình bất vân phục Chúa mình đã phạm tội rồi thì mình trở nên một loài à, động vật à, bất khiết và trong cái bất khiết đó mình không thể tồn tại ở trong sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì vậy cái chữ chết đó nó nói đến cái sự cách biệt, sự phân biệt giữa sự bất khiết và sự thánh khiết. Sự bất khiết thuộc về những thành phần phạm tội và sự thánh khiết nó nằm ở trong Đức Chúa Trời. Vì vậy giữa thánh khiết và bất khiết nó không thể trộn với nhau. Cho nên sự thánh khiết nó được ở được, được liệt kê vào sự sống và sự bất khiết nó được liệt kê vào sự chết. À, cho nên khi nói đến sự sống và sự chết ở chỗ này có nghĩa là sự sống đời đời và sự chết là là cách biệt đức chúa trời đời đời. À, có nghĩa là không sống trong sự hiện diện của chúa đời đời đó là sự chết và sống trong sự hiện diện của chúa đời đời đó là sự sống À, cây giữa cây vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác một dòng sông từ một dòng sông từ e đen chảy ra để tưới vườn và từ đó chia thành bốn nhánh nhánh thứ nhất là Bison và nhánh này chảy quanh vùng đất Havila là nơi có vàng à, vàng ở vùng này rất tốt ở đó có nhũ hương và bích ngọc và nhánh sông thứ hai đó là tên Higo, Higo, Gihol, chảy quanh à, vùng đất Cúc. Đất Cúc ở đây là đã nói đến Ethiopia đó, cái vùng đất Lưỡng Hà đó, cái vùng thuộc vùng Lưỡng Hà, nó gọi là vùng Ethiopia. À, thì đó là cái cái dòng sông, cái nhánh sông thứ hai tên là Gihon. Và cái nhánh sông thứ ba tên là Tigrit, Gerit, à, được chảy từ về phía đông của lãnh thổ Assyria nó từ phía đông của lãnh thổ Assyria nó chảy về phía đông đó à, nếu mình dở trên bản đồ mình thấy Assyria nó nằm ở phía trên một chút đó à, của xứ à, à, Israel hiện tại đó thì à, đó là nhánh sông thứ à, thứ ba còn nhánh sông thứ tư là sông Euphrates à, là Euphrates bây giờ cái dòng sông đó vẫn còn ở bên Trung Đông nếu chúng ta hãy xem lại trên bản đồ và để ý thì chúng ta sẽ thấy điều đó nó còn ở bên Vinh vùng đất của 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 Iraq rồi đó nằm ở bên đó cho nên cái cái vườn e đen này nó nằm ở cái khoảng ở giữa chỗ Iran Iraq rồi đó là cái vùng e cái vườn đen này ngày xưa được chưa thiết lập và trởt tiếp, tiếp tục ở trong câu 15 lăm Jehovah Đức Chúa Trời đem loài đem con người vào trong vườn Eden để canh để canh tác và gìn giữ vườn. Jehovah Đức Chúa Trời truyền phán với con người rằng con được tự do ăn hoa quả và các thứ cây trong vườn. Nhưng về trái cây của cây biết điều thiện về điều ác thì con không được ăn vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết như tôi đã giải thích ở trên. Jehovah Đức Chúa Trời phán, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắng nên mọi loài thú đồng và chim trời rồi đặt trước mặt con người để con người đặt tên cho chúng là gì. Và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Tức là con người ở đây là nói đến Adam là cái người mà Chúa vừa dựng nên đó. Và đặc biệt quý vị thấy ở đây là Đức Jehovah chưa nói, chỗ này chưa có Đức Jehovah, chưa có cái danh từ đó. Nhưng mà Jehovah, Đức Chúa Trời, Jehovah, Đức Chúa Trời lấy đất, nắng lên mọi loài thú đồng nè chim trời nè rồi đưa đến trước mặt con người tức là đưa đến trước mặt Adam để Adam đặt tên cho chúng là gì miễn tên nào Adam đặt tên cho cái con đó thì con đó cái tên đó nó trở thành tên riêng của của nó rồi đến con đọc tiếp Adam đặt tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng nhưng còn phần Adam chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Jehovah Đức Chúa Trời khiến Adam ngủ mê rồi lấy một xương sườn lắp thịt vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng miếng xương sườn ấy lấy từ Adam dựng nên người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói, bây giờ mới có người này. À, bây giờ mới có người này là xương bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi nàng sẽ được gọi là người nữ à người nữ này là do adam Đắc là người nữ nàng sẽ gọi được gọi là người nữ vì từ người nam mà có à bởi vậy bởi vậy người nam sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình cả hai trở nên một thịt adam và vợ cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Và thưa quý vị đặc biệt ở trong trong ngôn ngữ à, tiếng Hebrew đó, cái chữ đất với chữ người, con người nó phát âm giống nhau. Và cái chữ người nữ với cái chữ người nam phát âm cũng y chang nhau. À cho nên chữ đất và chữ có chữ con người và chữ người nam hay là chữ người nữ đều phát âm giống nhau như vậy cho nên cái, cái điểm đặc biệt như vậy ở trong uh, uh, cách phát âm để chúng ta thấy rằng là tất cả những người này giàu cho là nam hay nữ đều thuộc về từ đất mà ra và nó chỉ có khác biệt trong tất cả mọi loài khác đó là loài người có cái sanh linh của đức chúa trời ở trong trong con người của mình cho nên chúng ta có cái phần linh đó để tiếp cận với chúa của mình là đấng đại dựng nền. Rồi bây giờ chúng ta à, đọc hết lại từ đầu, à, không không phải ngừng nữa. Rồi chúng ta cầu nguyện nha. Như vậy trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong ngày thứ bảy. Đức chúa trời hoàn tất công việc ngài đã làm vì thế và ngày thứ bảy ngài nghỉ. Ngài đã làm xong mọi công việc. Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó vì vào ngày đó ngài nghĩ sau đã khi đã làm xong mọi công việc sáng tạo đó là gốc tích sáng tạo trời và đất khi Jehovah Đức Chúa trời làm nên trời và đất thì trên đất chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng và cũng chưa có ngọn cỏ nào mọc trong ruộng vì Jehovah Đức Chúa trời chưa cho mưa xuống đất và cũng chưa có người cày sới đất đai nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên tới khắp mặt đất bây giờ jehovah đức chúa trời lấy đất bụi đất nắng lên hình người ngài hà xanh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh sau đó jehovah đức chúa trời lập một khu vườn tại ê đen ở phía đông và đặt người mà ngài vừa dựng nên ở đó Jehovah đức chúa trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và ngon giữa vườn có cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác một dòng sông từ ê đen chảy ra để tưới vườn và từ đó chia thành bốn nhánh nhánh thứ nhất là bi nhánh này chảy quanh vùng đất havila là nơi có vàng vàng ở vùng này rất tốt ở đó có nhũ hương và bích ngọc nhánh sông thứ nhì tên gọi là ghi hô chảy quanh vùng đất cúc nhánh sông thứ ba tên gọi là tigris chảy về phía đông lãnh thổ assyri còn nhánh sông thứ tư là sông ephraat giê đức chúa trời đem con người vào trong vườn e đen để canh tác và gìn giữ vườn. Jehovah Đức Chúa Trời truyền phán con với con người rằng con được tự do ăn hoa quả các cây trong vườn. Nhưng về trái của cây biết điều thiện và điều ác thì con không được ăn. Vì ngày nào con ăn trái cây đó chắc chắn con sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán con người ở một mình thì không tốt sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với đó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất, nắng nên mọi loài thú đồng và chim trời, rồi đưa đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì. Và bất kỳ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Adam đặt tên cho mọi loài súc vật, chim trời cùng mọi loài thú rừng, nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Jehovah Đức Chúa Trời khiến cho Adam ngủ mê và lấy một xương sườn rồi lắp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói, bây giờ mới có người này là xương bởi xương tôi bởi thịt tôi, nàng sẽ được gọi là người nữ vì từ người nam mà có. Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Cả hai trở nên một thịt. Adam và vợ, cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con vừa đọc xong đoạn thứ hai của Sáng Thế Ký. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con thấy được góc tích mà trời đất đã được dựng nên. Chúng con cảm ơn Chúa Ngài đã ban phước và biệt riêng ngày thứ bảy ra sau khi mọi công việc đã được hoàn tất. Chúng con cảm ơn Chúa rất là nhiều những gì Chúa đã tạo dựng nên và cho chúng con thấy được tầm quan trọng của sự sáng tạo đặc biệt này. Chúng con cảm ơn Ngài vườn Ê-đen e cũng được dựng nên. Adam cũng được dựng nên, Eva cũng được dựng nên. Và cảm ơn Chúa trong vườn E-Đen chúng con thấy được Chúa sáng tạo một cách rất là đặc biệt. Và trong đó có đầy đủ mọi sự để cung ứng cho con người. Chúng con vui mừng về sự tiếp trợ và sự cung ứng và sự tỉ mỉ và sự trọn vẹn trong quyền quan tâm của Chúa trên tạo vật của Ngài chúng con vui mừng tạ ơn Chúa. Vậy không những chúng con thấy được cái sự quan tâm của Chúa một cách rất là đặc biệt đối với tạo vật của Ngài. Nhưng con điều con cảm ơn Chúa hơn hết ấy là sanh linh của Chúa hay sanh khí của Ngài đã được hà vào trong đời sống của chúng con. Để chúng con trở nên một loài sanh linh như hiện tại. Chúng con ngồi đây, chúng con vẫn tiếp cận được với Chúa qua tâm linh của mình. Chúng con vui mừng tạ ơn Chúa về điều này. Và Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho dân sự của Chúa đã nhiều lần sử dụng cái phần linh đó để tiếp cận với những thứ không hay, tiếp cận với những thứ để làm chúng con xa rời Chúa, tiếp cận với những thứ để đẩy chúng con đi trật ý muốn của Ngài, tiếp cận với những thứ để khiến chúng con trở nên những người thờ thần tượng không đúng. Con cầu nguyện xin Chúa tha tội cho trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng con tiếp cận với những cái tà linh của đời này để rồi tạo nên những cái thần tượng không hay và tội đã họ đã sống trong những cái ngày tội lỗi đó. Con cầu nguyện xin Chúa cứu đồng bào Việt Nam của chúng con trong khi con còn có cơ hội này. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Lạy Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Con cảm ơn Chúa rằng Chúa dạy dỗ chúng con rất là rõ, Chúa bày tỏ chúng con rất là rõ điều gì cần làm và điều gì không nên làm. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cảm ơn Chúa về cây biết sự điều cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Chúa ơi, tại chỗ này chúng con thấy được sự sống và chúng con thấy được sự chết. Con cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con để chúng con không không sống mà mà xa khỏi sự hiện diện của ngài và đó chính là sự chết đời đời con cảm ơn chúa chúng muốn chúng con sống với cái sự sống bằng sự sống đời đời ở trong sự hiện diện của ngài vì vậy con cầu nguyện xin Chúa giúp cho để chúng con thật sự sống và cứ ăn nuốt sự sống và chìm hận hợp, hợp lặng ở trong sự sống Chúa ban cho qua lời của Ngài và thánh linh của Chúa tại đây con cảm ơn Chúa rất là nhiều Chúa ơi những ngày mà chúng con chạy ra khỏi ý muốn của Chúa và bước vào trong những ngày cứ tìm kiếm những điều thuộc về đời này là những điều mà mà chúng con đã bước ra tổ phụ chúng con bước ra khỏi đó để ăn cái trái cây đó thì con cầu nguyện xin Chúa cứu chúng con để chúng con nhận thức được ngay trong lúc của chúng con tại đây chúng con cũng có thể phạm tội và bước ra khỏi ý muốn của Chúa một cách rất là dễ dàng vì vậy con cầu nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa tại đây nhắc nhở chúng con dạy dỗ chúng con nuôi dưỡng chúng con và giúp chúng con sống bằng lời của Chúa ngày hôm nay con cảm ơn Chúa rất là nhiều ôi Chúa yêu dấu của chúng con đó chúng con cũng được dạy dỗ sự màu nhiệm của hôn nhân. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa, Chúa đã dựng nên người nam, Chúa dựng nên người nữ, và trong đó Chúa đã kết hiệp họ lại với nhau. Con cầu nguyện, xin Chúa cứu cho để chúng con không đồng theo, à, thỏa hiệp theo những quan điểm và ý tưởng của con người. Bây giờ người nam với người nữ không còn là 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 như vậy nữa. Họ cứ theo cách cách sống của họ, nam nam, nữ nữ, rồi nó tạo nên một sự hỗn loạn ở trong xã hội mà chúng con đang sống hiện tại và nó đẩy hội thánh của Chúa, đẩy dân sự của Chúa, đẩy đất nước này đến cái chỗ mỗi ngày còn hơi hợp với Chúa, cũng còn tìm kiếm Chúa không chuyên tâm ở trong sự hiện diện của Ngài nữa. Chúa ơi vì vậy mà cái sự um tin kính mỗi ngày nó xa xúc dân tình mỗi ngày càng hời hợt đi với ngài con cầu nguyện xin chúa tha tội cho chúa cứu để chúng con không sống ở trong quan điểm của con người nữa nhưng chúng con trở lại điều mà chúa dạy chúng con tại đây và sống ở trong lời của ngài con cảm tạ và ngợi khen chúa rất là nhiều Ôi Chúa cảm ơn Chúa nhiều điều chúng con học được ở trong phần kinh thánh này. Con cầu nguyện xin thánh linh của Đức Chúa Trời dạy dỗ từng người, giúp đỡ từng con dân của Chúa bắt được điều gì, nắm bắt được điều gì. Xin Chúa cho họ sống với điều đó trong suốt ngày hôm nay. Con tạ ơn Chúa rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Đó là đoạn 2. Chúng ta hẹn với nhau đoạn số 3 nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày thiệt là phước hạnh với lời của Chúa ngày hôm nay. Thân trọng kính chào.